Rồi bây giờ chị đi đâu? Chị đi tắm. Chị đi tắm phải không? Rồi mở cửa ra đi. Đi mẹ cho đi tắm. Đi để đó. Say hi. Bye. No, you gotta say hi. Con gì ở chậm. Rồi đi ra ra xong tắm đi. Con gì á? Chơi dẻ con. Con gì á? Con kiến á con. Can you say hi? Hi, you're so cute. Say thank you. JD, you gotta say hi. JD, you wanna go down here? Wanna go? Lucky slept in my bedroom for like 3 hours this morning. Oh my god. He's all over the place. Cởi dép ra hả? Dạ. Rồi đi xuống đi, con bỏ chân con xuống nước đi. Xuống đây. Không, chơi ơi, lại chỗ này nè chơi. Chỗ này ấy không mà đi lên kia. Chỗ này miễn chai nhiều. Đi lên kia. Này. Để dép ra đi không có mất đâu lo. Đi lên đây nè, đây ít miễn nè. À, chỗ này hả? Chưa, lại tới chỗ này đi. Lại dưới đây con. Chưa gì bà lo bà xuống rồi. Chỗ này cũng được, không có sao. Lạnh không? Lạnh không? Ừ. Wow. Lạnh không? Ướt rồi, đúng rồi, đi xuống dưới là ướt chứ sao? Vui không? Không phải đóng cửa đâu. Ai gãy dây này để làm gì? Ê té. Đó, đây mẹ coi nước lạnh không chay. Coi. Trời ơi nước lạnh. Ngồi xuống đi con, ngồi xuống đi. Lạnh quá hả? Mình để cái chân mình xuống thôi chứ đừng ngồi xuống làm chi. Ngồi xuống trên bãi cát cái cát này nè chứ mà mẹ không có kêu con ngồi dưới nước. Ngồi trên đây nè, rồi bỏ cái chân xuống. Sao hả? Đấy, xuống nước phải ướt thôi chứ. Ngồi xuống nghe con ngồi xuống con để cái chân con xuống. Đi đâu? Ngồi xuống chỗ đó. Lạnh ha. Lạnh ngắt như nước đá luôn á. Con ngồi ở trên bờ này nè, con thả cái chân con xuống. Đó, con ngồi trên ngay này nè, ngồi trên cái mé này nè, ngồi xuống. Ngồi xuống. Đi đại đâu đi lại xa dữ hả? Chay sướng lắm nha, mùa hè này là biết rồi. Chay ở đây là y như là chay ở biển mỗi ngày luôn á cô chú. Lạnh quá. Trời. Lạnh không? Wow, ngồi xuống đây con, ngồi xuống ngay cái mép này nè. Kêu ngồi xuống ngoài không chịu. Rồi ok, mấy cô mấy chú ngồi thuyền kìa. Thuyền mình sắp về rồi đó chơi ơi. Hả? Nó xuống nước mà nó sợ ướt không à, coi nó điệu hạnh không? Ôi trời ơi. Vô đây. Hả? Ướt đồ rồi, phải ướt chứ. Này nè, mẹ nắm tay, rồi xuống đây. Rồi. Mẹ ướt đồ rồi đó chứ. Đã chưa? Ai vẽ hả? Thôi đừng có lụm đó làm chi. Lạnh tay quá hả? Mẹ nói rồi mà nước này lạnh lắm. Mà có trời nắng con mới xuống được chứ mà trời không có nắng là lạnh dữ lắm luôn á.
không phải kẹo, có đủ ba cái đồ người ta dục dưới chứ kẹo đâu kẹo. Hả? Nước lạnh hả? Ở đâu hả? Mấy ông bà đó bắt ghế ra ngồi kia chơi kìa. Đi sao? Khoái khoái rồi cô chú ơi, khoái rồi. Coi chừng té nha. Phải cẩn thận nghe chưa, khi mình ở dưới nước thì chân mình phải đứng vững nghe không? Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, ừ. Thôi đi ra xa đó, cha giãn dữ à. Lạnh, ừ lạnh. Gì? Ừ ra ngoài đó lạnh lắm phải không? Wow. Khoái, trời ơi khoái kìa. Ừ, quay vô đây mẹ coi với, quay vô. Ừ, trời 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 trời. Quay mặt vô đây. Con gì? Con nào? Sợ gì? Sợ này. Sợ này nè. Sợ. Thôi mệt quá, rong riêu không chứ có chi đâu sợ. Nó xào xào nó chứ chút hồi nó đi ra tới tới nửa bụng nó đó. Có cá dưới không? Không dám đeo micro vô cho nó tại sợ nó làm ướt cái micro chứ. Coi coi. Coi cái đít ba kìa. Thường thường chay đi bơi mà ở trong hồ bơi cô chú là có mặt cái tả, mà cái tả đó là giống như cái tả không thấm nước vậy đó. Còn bữa nay là ở nhà nó nóng. Đó, đó, đứng lên. Lạnh không? Ừ, ướt hết rồi. Lạnh không? Ừ, phải cẩn thận nha, đừng có quay vòng vòng té nha. Ừ. Đừng có chơi mẹ, đừng có slash mẹ, lạnh. Đó, ngồi dưới đi, ngồi đó đi. Ngồi xuống. Trời chay sợ lạnh, nãy giờ đi chơi cả tiếng đồng hồ kêu em chay sợ lạnh. Chắc tôi giọng nó cho nó giọng quá. Đó, sống là chay, sống cứ đánh vô miết là chay. Sống cứ thế xô bờ cát dài. Từng lớp sóng vẫn cứ thế vỡ tan hoài. Khó không chay? Cái này mà đi khai giác được cái mẹ cẩu chay mẹ xích beo chay vô cái bụng mẹ, cái mẹ với chay chở nhau đi khai giác. Cái gì? Bị kiếp phơ. Bị gì? Bị gì? Đừng có đá nước lên mẹ lạnh. Trời ơi nước lạnh ghê á. Con cái rong á con, rong rêu á con. Con chạy ừ. Rong rêu á chứ không phải con gì đâu con. Đó. Nước sống như có đánh vô hoài thì thấy không? Cái này là rong rêu chứ không phải là cái con gì hết đó. Không không hả? Ok, giật xuống. Con đi ra ngoài xa xa đi. Hả? Không được đâu hả? Con đi ra ngoài hơi xa xa chút nữa đi. Mẹ. Sao? Mẹ nắm tay con hả? Chị đứa chay. Vui không? Hả? Con vui không? Nhưng mà bây giờ mẹ dặn nè, mai mốt quá có mẹ mới đi ra đây nghe chưa, còn không được đi ra đây một mình nghe không? Dạ lớn lên. Không tự đi đi. Không có nắm tay. Mẹ hấp mi con. Mẹ hấp mi con hả? Mẹ giúp con hả? Mẹ giúp cho. Cái gì? Mẹ bên kia. Bên kia hả? Ok. Bên kia. Rồi bên kia nào nữa? Được chưa? Rồi ok. Trời nó bắt tôi sát đít nó luôn á trời. Tôi đi xa xa để tôi quay cho cô chú coi cũng được.
gì? Coi chừng dấp cái sợi dây đây nè, rồi té là sắp mặt nè. Rồi đứng đó đi, mẹ ngồi đây nè, đâu có sao đâu. À, mẹ ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Không ngồi xuống, ngồi xích quanh kia. Ngồi xích quanh kia hả? Ok, ngồi xích quanh kia. Tiếng Việt của nó là thôi luôn đó cô chú hả? Có đít, có đít, trái đít tụi muốn giờ giọng ghê ghê ghê. Hả? Mẹ con đi đi. Muốn đi ra xa mà sợ còn nhét. Đây đừng có lạnh quá rồi đứng đáy luôn nha chị hai. Không, không có, đang suy nghĩ thôi chứ không có đáy. Chay nhìn mẹ tắm chụp tấm hình coi. Cái này đẹp nè, tấm này đẹp nè. Nhìn tấm nè. Bộ đồ này ai mua ta? Như bộ đồ này mẹ à, ba mua, ba chay mua đúng rồi. Tại vì mẹ không có thích chay mặc đồ hai mảnh á, nên là mẹ mua cho chay bộ đồ này. Mẹ đi với con hả? Xích ra đâu? À xích ra đây, à, đây xích ra, xích ra. Xích ra, rồi ok. Rồi xuống đây. Kế bên vậy. Đâu có con gì đâu, không có con gì đó. Mẹ có mà mẹ ngồi đây là không có cái con gì mà dám cắn con. Nữa đi nữa hả? Có mẹ ngồi đây là không có một cái con gì mà dám cắn chay hết đó. Trời ơi, coi cái đứt kìa. Đừng, đừng có trá nước. Giờ chắc bớt lạnh rồi đó, giờ quen với nước chắc thấy bớt lạnh rồi đó. Dơ không? Giờ dơ chân rồi hả? Cái đó là cái gì chay? Chay có biết cái này là cái gì không? Chay có biết cái này là cái gì không? Cái này là cát. Đúng rồi. Sand. Đúng rồi. Cát. Sand. Cát. 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 Nói đi con. Đó bây giờ dạy nó tiếng Anh, cái nó nói tiếng Anh luôn rồi. Con nói đi chay cát. Cửa tay hả? Mà con nói đi cát. Ừ đúng rồi. Chay là nó khoái nói tiếng Anh hơn tiếng Việt đó nha cô chú nha. Nói tiếng Anh với nó cỡ chừng mà 3 ngày liên tục là nguyên một ngày nào, ngày nói luôn, mà từ sáng chiều mà nói tiếng Anh là nó nói tiếng Anh luôn á. Tiếng Việt thì phải dạy nó mất 3 tháng chứ, mà còn tiếng Anh mà dạy nó mất 3 ngày thôi. Nó nói tiếng Anh liền từ sáng tới chiều luôn. Mà tại sao nhiều lúc trong cái video Ngọc có nói tiếng Anh là tại vì cũng quen. Mẹ, mẹ ngồi xuống. Cũng quen nên là nói chứ còn mà nói chung là trong một ngày Ngọc cũng nói tiếng Anh đó là 50-50 đó. Mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Mẹ đang ngồi xuống đây. Mẹ ngồi xuống. Con kia mẹ ngồi xuống, ngồi xuống. Để nghe nó ngồi đó nè. À ngồi xích ra hả? Ok. Thôi mẹ không nhảy đâu, mẹ sợ lắm. Mẹ lạnh lắm. Chạy nhảy đi, mẹ không nhảy đâu, mẹ sợ lắm. Nhảy nhảy từ từ. Nhảy từ từ, con nhảy từ từ thôi. Trời ơi, trời ơi, con dám nhảy xuống kìa coi được không. Rồi, cái gì đó. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. Hầm tì đâm tì xe đón đô hòa. Hầm tì đâm tì have a great fall. One, a two, a three, jump! Này mà cái nước mà ấm ấm này, mày cho xe chay xuống chay bơi dưới này luôn á. Muốn bơi. Ừ, muốn bơi. Đứng, 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 đứng. Sao? Humpty Humpty. Humpty Humpty, ok. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall.
Rồi, ring around the other, bucket full of water, slashes, slashes, we all go under. One, two, three, go! Cái bài hát đó có nghĩa là quay vòng vòng, quay vòng vòng, quay vòng vòng, rồi chúng ta cùng nhau nhảy xuống. Một, hai, ba, nhảy xuống, là bắt đầu là nhảy xuống. Nên là nói là nó à, có cây, có cây. Rồi, ring around the yard, bucket full of water, slashes. Hey. No, it's cold. Bà hàng xóm bà hỏi dây là có thấy lạnh không? Nói nói. Yeah. Chay, con chay này còn cái tính này chưa được nghe chay chay. Con gặp người, con gặp mọi người con phải say hi nghe chay. Chứ người ta say hi con mà con không hi là người ta gì á. Ồ, bà Sukayaki. Yeah, coi bà con chay chay coi bà Sukayaki chay. Ồ. Đó bà Su ơi cho con đi gì? Lạnh không? Thôi lạnh thôi đi lên vô nha, vô nhà nha. Không vô nhà. Đi rửa cái. Rửa chân đi. Hầm tì đâm tì xe đón đô hòa. Hầm tì đâm tì have a great fall. One, two, three, jump. Chay, bây giờ con ring around the other đi chay. Ring around the other, bucket full of water, slashes, slashes, we all go under. One, a two, a three, jump. Đúng rồi. Hi, good how are you? Are you gonna go kayaking? Okay. It's beautiful out. I know. Mm. She likes the water. That's good. Yeah. Chay, cái đó là cái gì? Chay, chay, chay. Mẹ hỏi nè, chay, cái này là cái gì vậy, chay? No, no, cái này là cái gì vậy? Sen. Đúng rồi, nhưng mà tiếng Việt là cái gì á? Nhưng mà tiếng Việt là cái gì? Cát. Cát. Đọc coi. Chay, đọc coi chay. Cát. Nó không chịu đọc luôn, hỏi nó cái này gì, nó nói sen là cát á, coi được, coi được, nó được đời nó không? Trong khi nó dạy cho nó ta cát trước đó chứ mà giờ nó đọc sen. Coi được không? Chay, cái này là cái gì? Thúi quá. Thúi mà thúi xạo mà. Trời ơi, đưa lên cho nó nói thúi quá. Cái đó là cái lá cây đó con. Ờ, cái cây bị bỏ dưới đó, mai mốt mà con lớn, con đủ lớn rồi con. Mai mốt mà con đủ lớn rồi con lụm mấy cái này con bỏ vô thùng rác nha. Con mà rảnh đó. Ờ, con mà rảnh con không có chuyện gì làm đó, cái con đi xuống đây con lụm rác cho sông sạch sẽ nha con nha. Ồ, con chim đẹp đi chơi chay, có con chim màu đẹp đi chơi chay. Ờ, con chim màu đẹp ghê không? Wow, chim ăn kìa. Hả? Mẹ hấp mi con, ok. Chay, ở dưới nước có gì chay? Ở dưới nước có cát. Chay, nước màu gì chay? Nước màu gì? Nước màu gì con? Nước màu gì? Nước màu gì? Màu nước màu clear. Thôi mày đi vô nha, nãy giờ lâu quá rồi đó. Ngồi xuống mà đi kiếm mấy ghế ngồi. Cái kiếm mấy ghế ngồi chứ ngồi chùm hổm nãy giờ mệt quá nè. Để mày lấy bắt cái ghế ngồi cái đó bây giờ đi. Nói chuyện ai nói dữ vậy chơi.
Từ từ đi mẹ bắt cái ghế mẹ ngồi chứ, nãy giờ mẹ ngồi chùm hổm, mẹ mỏi chân quá. Đây đây, đi lại bắt cái ghế ngồi. Ai? Ai dĩa đâu? Rồi để mẹ bắt cái ghế mẹ ngồi xuống nha. Ai biết ai dĩa? Ghế người ta ghế mua thì ta người ta mua ta. Vô, xích vô. Rồi, đó, thấy không mày ngồi. Đó, thấy không mày ngồi đây khỏe không trai? Cái đó là gì vậy? Cái đó là gì vậy? Wash your hand cái hả? Cái đó cái gì vậy trai? Cá. Cát. Cô chú này đã không? Thấy chay tắm không? Lâu quá rồi chay không đi hồ bơi. Trời ơi, ghê chưa, rồi con người dữ tợn chưa? Đúng là tiêu đành đá thiệt chứ. Con đứng ở đó được mà, không có gì đâu, sợ, có mẹ ngồi đây nè, không có sợ. Có mẹ ngồi đây nè, không có sợ gì đó. Chừng nào không có mẹ con mới sợ, nghe không? Không có mẹ thì con mới phải cẩn thận. Có mẹ ngồi đây. Đừng trời ơi, đừng có dẫm lên đôi dép của mẹ. Trời ơi. Hả? Ok. Humpty Dumpty have a great fall. Humpty Dumpty gì đó lộn, hát lộn bài. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty have a great fall. One, a two, a three, jump. Dơ rồi. Thôi thôi đi vô chơi rồi. Không đi vô nữa, muốn đi tắm hả? Ôi trời đẹp quá cô chú ơi, bữa nay là mẹ mẹ chay mà mặc quần cục luôn là cô chú biết rồi, trời đẹp cỡ nào. Trời ơi, nó quay đường đó không, nên nãy giờ quay sau lưng nó không, không thấy cái mặt nó nữa. Mà bây giờ muốn quay mặt nó là phải đi xuống nước đứng. Lạnh quá. Rồi chưa? Xong chưa? Bye bye cô chú nha. Nãy giờ clip này cũng dài đó, mà thấy cái người con. Cho cô chú coi, coi mấy cô chú ai hỏi là cái sông này có tắm được không? Dạ được. Trời ơi, nó tính cỡ đồ sexy ra trời. Vui không? Vui không? Ring around the other bucket full of water. Splashes, splashes, we all go under. One, a two, a three, go! Đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Đưa cái mặt dưới nước vậy đó. Đó. Ướt rồi. Ướt đồ rồi. Rồi thôi đi vô chơi ơi. Yeah.
vui ghê không? Trời ơi, nay sông tàu chạy quá trời trời luôn rồi chơi kìa. Trời đất ơi, có cái chục chiếc tàu có trên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sơ sơ thôi là 8 chiếc, đằng kia là 9 chiếc. Trời đất ơi, chạy gì dữ vậy trời. Tàu mình chưa về, tức quá chơi. Thôi bây giờ chào cô chú đi nha, nãy giờ tắm lâu rồi, nãy giờ hai mấy phút rồi. Rồi cảm ơn cô chú đã xem cái video clip ngày hôm nay nha. Một cái video clip đổi mới, chay không có trên cạn mà chay ở dưới nước, bơi giống như một đàn tiếng cá mưa mây. Sóng đánh kìa, có mấy tàu chạy sóng đánh vô mạnh dễ sợ không. Hy vọng là cô chú thích cái video clip này, like cho cái video, share video, đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video clip của Jay Sky Hoi Si Dơ. Bye bye cô chú. Con bye bye cô chú đi chơi. Quay 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 mặt lại bye bye cô chú. Chơi bye bye cô chú. Bye bye. I love you. Bye bye.